Rồi sắp tới lễ rồi, cái chị đã sắm được em váy nào đẹp để chuẩn bị mặc đi chơi đi du lịch chưa ạ? À? Mùa này cái chị ơi sắm đầm hoa nè, đi chơi đi 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 biển này kia rất là đẹp luôn ha. Đó, ngoài ra thì shop em vẫn có về thêm caro nè, đầm trơn nè, nhiều kiểu lắm. Có cả body bear, body bi nữa cơ. Nhưng mà đầu tiên em này trước, tại vì đẹp, rẻ mà hàng full size, trời ơi, phải lên trước ngay với chị ơi nóng hổi. Sale 169k mẫu đầu tiên của em nè. Đó, tin được không? Cả một cái váy lụa hoa hồng đỏ đẹp như thế này, mình chỉ cần bỏ ra cho em là 169.000 đồng thôi, kèm theo cho em là ba lượt chia sẻ like nữa. Cái này là ai cũng làm được nha, không không phải chia sẻ ba bốn chục lần đâu mà ngán với chị ha, chỉ có ba lần mỗi chị thôi là tính theo like luôn nha, là nguyên cái like này mình chia sẻ ba lần là đã giảm giá rồi tất cả sản phẩm rồi. Like này mình mua một cái hay mình mua 10 cái thì cũng cần chia sẻ like cho em ba lần thôi. Đó, dễ không? 169k chị Nguyễn Hoa ơi, cái này là khách mới em cũng chốt luôn á. Lần đầu tiên chị mua đầm nhà em cũng chốt 169, mà khách quen thì em cũng chốt 169 luôn, tại vì giá này là giá giảm trực tiếp ở trong live. Trong bài livestream này hiệu lực trong khi em đang phát trực tiếp. Giá 1340 nha, hoa hồng đỏ. Mẫu đang mặc chất lụa nha cả nhà, 1340 váy xòe hoa hồng đỏ. Sale còn 169.000 đồng thôi. Ai chưa có mình thông tin đặt sớm giúp em nè. Hello chị Phan Nhung nè. Chị Linh Nguyễn ơi, mẫu này hả? Chốt là 169 đó chị, trong thời gian livestream của em nha. Thời gian đang bật phát trực tiếp từ khi bật là hiệu lực luôn. 169k. Chị Nguyễn Thành chốt 1340 đồng này của em. Rồi màu khác hả chị? Còn một màu nữa. Nhưng mà nó không có giống y hệt cái này của em. Nó chỉ hơi hơi cỡ xem 70% thôi được không? Để chút nữa đi nha, tại mã số nó khác nhau á, chút để mặt sau nha. 1340 mẫu này, xe 169. Đó, ngắm một vòng thử. Chị nào thích mấy cái đầm dài dài như vậy nè, là chỉ còn cái đợt em đang mặc thôi nha, chứ mấy cái mới là ngắn không á. Mấy cái đầm mới đằng sau em mấy chị thấy nãy giờ cũng có mặc. Bà lai trước em mặc mấy cái mới rồi là ngang ngang gối trên gối không hả. Này nó còn dài hơn được chút xíu nha. 169k mẫu này, 1340 chuyển nhi cả đơn luôn. Chị nhận hàng rồi em nhé. Có vừa không chị Trần Ngân ơi? Vừa không? Có chỗ nào cần hỗ trợ gì không ạ? À, thì mình cứ nhắn tin cho em. Còn nếu mà vừa rồi ưng ý rồi ha, lần sau ủng hộ em tiếp nha. Rồi 1340. Đầm này đẹp chị có mua rồi. Hôm trước hơn 200 luôn nè shop. Đúng luôn, đầm này chúc em tắt like nó cũng hơn 200 đó. Giờ em sale chỉ có 169, chứ một hồi mấy chị đặt là nó về 300k nha. Nè em có nói trước mấy câu hồi bỡ ngỡ mấy chị ơi. Size thì vẫn còn full size nha, không không có nhiều thôi. Chỉ là không có nhiều thôi, 169k, 169.000 đồng. Vừa em đẹp lắm. Dạ vậy là em vui rồi. Cái mấy chị khách em nhận hàng là em hồi hộp, tại vì không biết khách có vừa không. Tại vì nhiều khi là đã tư vấn rồi nhưng mà vẫn có một số chị không có vừa á, nên cũng đang hồi hộp. Còn nếu mà chị nhận mà vừa đẹp rồi thì trời ơi hên quá, lần sau mình lại mua tiếp cái size giống như vậy nha. Dạ đây là 1340 chị Nguyễn Huệ, 1340 hoa hồng đỏ. Rồi xong chưa, em qua mẫu khác được chưa? Mỗi đầm em mặc có 2 phút, 3 phút thôi là em qua cái khác rồi. Không có đứng lâu một đầm nha. Nhất là mấy cái nào mà ít á, đứng nhiều khi có chưa được 1 phút để em qua luôn. Nhiều chị chưa kịp xem nữa, qua mẫu mất tiêu rồi. 169k, 1340. Rồi chị Nguyễn Kiều cũng nhận hàng đẹp nè, thấy không, mấy chị yên tâm chưa? Nhiều khi mấy chị khách mới á, thấy em sale đầm rẻ quá cái mình nghi ngờ là giá vậy sao mà vải đẹp đúng không? Rồi giá vậy hàng chất lượng sao được? Trời mấy chị mua thử đi, tại vì em chỉ sale trong live thôi. Chứ đầm này ở ngoài các chị mua cũng là 300-400k rồi. Chỉ có trên live này là em chốt 100 mấy á. Chị nào thấy rẻ mà không mua là sai lầm luôn. Rẻ nhưng mà hàng chất lượng, cái này các chị đừng lo nha. Em sale là em sale lấy tương tác thôi hả, chứ giá nó không có phải như vậy đâu. Rồi tiếp tục bây giờ em chuyển sang mẫu khác đi, để em coi cái nào ta. Tại nay hàng nó lẻ sai nhiều quá, nên là đụng vô toàn lẻ sai không hả. À rồi đầm mà đầm cổ vét đi ha. Đây em có thêm cái vét trơn này cũng đang giảm giá nè. Size cũng còn tương đối để em mặc cho mấy chị xem. Vét màu da nha, một em vest màu da 1365, size thì cũng còn tương đối là 40-65kg ha. Thì các chị cứ đặt cho em cái này đi làm đi chơi gì cũng được nè, lịch sự gọn gàng luôn. Để em xíu nha. Đây vest da nha các chị nha, mặc đi làm hay đi chơi gì cũng được luôn, rất là dễ thương ha, nhẹ nhàng gọn gàng nè.
Rồi hôm nay cũng giảm giá luôn. Em váy này đang sale với mức giá là 159.000 đồng. Đó, báo giá mà hồi hộp với chị, rẻ quá. Thứ nhất rẻ quá, khách không tin. Mình đã bán lỗ vốn rồi mà người ta còn không tin nữa. Buồn, buồn dễ sợ luôn. Em sale tương tác nè. Chị nào khách mới thì cứ mua thử đi. Nhiều khi mình không tin thì cũng không làm gì được đúng không? Nên thôi cứ mua thử. Mua thử coi ưng không? Nếu ưng lần sau mình quay lại giới thiệu cho bạn bè mua tiếp nữa nha. Rồi 159 váy này, 159 ca đầm của em, 1365. 1365 mẫu của em đang mặc đây, vest màu da, có tặng kèm cái sợi dây thắt nơ rất là dễ thương ở đây nữa. Đó, dây rời, dây này em may rời, em tặng rời, chị nào không thích thì mình khỏi đeo, không thích thì mặc trơn nha em thôi, đơn giản gọn gàng như vậy thôi. Đó, còn chị nào mình muốn kết hợp cho nó có thêm một cái điểm nhấn thì có thể cột cho em vô đây một cái nơ. Đây nè, cột vô đây cho một cái nơ nha là ok nè, nó sẽ có một cái điểm nhấn ở phần eo. Đó, hoặc là thắt một nấc gì cũng được, cái này là tùy mấy chị mình có thể là biến tấu nó ha, kết hợp như thế nào cũng xinh hết. Đó, cái nên xin như vậy cũng được nè. Rồi sale luôn là 159 nha, 159k. Full size cho các chị luôn ạ. 40-65kg mặc vừa cho em nha. Mẫu mới về của nhà em luôn á, còn full size nè. Chị Minh Hiếu chúc 1365. Rồi đây em mặc luôn. 159k, 1365, 159. Size thì vẫn còn nha. Không có nhiều thôi. Em thấy là size 2X là nó sẽ hết trước á. 159 nè. Em thấy tình hình mẫu này là size 2X nó sẽ hết trước các chị nha. Giá sale 159.000 đồng. Màu khác hả chị? Có màu hồng. Đây hai màu. Em có màu hồng, màu da. Màu da của em á là mấy chị thấy nó sẽ dễ mặc đúng không? Nó phổ biến nè. Hồng thì nó sẽ dành cho chị nào thích sự nữ tính nhẹ nhàng. Đây em về hai màu. Ít mẫu em về hai màu lắm. Có vài mẫu là có hai màu thôi, một cặp thôi, chứ còn lại thường là em về có một mẫu là một kiểu, một màu khác nhau luôn. Đó, đầm này thì có được hai màu nè, hiếm hoi nha. Hồng là 1366, còn màu da là 1365. Em sale đồng giá luôn, 199.000 đồng. À không, 159.000 đồng thôi, quên. Hôm nay sale là 159k nha cả nhà. Hai cái này em may lên là từ chất cô tông lạnh. Em mới về thêm cái chất này nữa. Nhiều chị khách em đã mua rồi á, ưng cái chất này rồi á. Thì đây, màu da này cũng là chất cô tông lạnh mới. Màu đen này cũng là chất cô tông lạnh mới về. Kiểu khác hoàn toàn. Chúc em giới thiệu luôn. Rồi chị An Nguyễn chúc 1365 màu da. Ok có hàng. Xe 159.000 đồng nha. 159k. Màu hồng cũng có size giống em luôn. Hai cái này các chị nhìn em mặc như thế nào là cái hồng lên form giống như vậy luôn nha. Hồng cũng là xe 159 á. Mã là 1366. Ai lấy hồng đặt 1366. Ai lấy màu da của em thì đặt là 1365. Đó, ưng cái nào đặt cho em mã số nha. Ừ, cái nào thì mình đặt mã giúp em nha. Chiến này nhiều đầm trơn ha. Đợt trước kiếm đầm trơn không ra. Đợt này về quá trời đầm trơn màu luôn. Chị Hải Ngân chúc 1365 đầm vét màu da nè. Đây cái nơ ở đây cũng đẹp. Còn không thích thì mình khỏi cần thắt nơ cũng được luôn. Sale còn 159. Chị nào lấy cứ lên đơn cho shop em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Rồi chị Ngọc Phương chúc 1365 vét da. Ok chị yêu luôn. Tiếp tục bây giờ mình sẽ lên cái nào đây ta. Em có body nha. À không, nói body, cái lên cái body đi. Body bell nha. Đây chiến mới về có một cái đầm body bell, một cái body B. Rồi còn cái nào nữa ta? À còn lại là xòe, đa số là xòe, xòe với suông ha. Rồi có thêm hai cái body mới nha. Đây để em giới thiệu cho mình. Chị nào mà có đầm lẻ size hết trơn rồi thì xem kẻ thêm hàng mới cho các chị mua thêm nha. Em này gọi là body bell nè, đẹp lắm. 1362. Có tặng kèm sợi dây xích nữa nha các chị. Ai mua đầm bell nha, những đơn đặt hàng sớm thì em sẽ có một phần quà đi kèm là sợi dây xích các chị nha. Đã sang rồi mà nay còn độc lạ nữa nè. Khoan khoan em mặc trước như vậy cái đã. Đây, mặc trơn không như vậy là nó cũng đã rất là đẹp rồi. Đây mấy chị thấy không? Mặc trơn như vậy thôi là cũng đã ổn áp rồi đúng không? Rồi, ai đặt sớm có thêm quà. Quà đây. Quà là cái sợi thắt lưng bằng dây xích này nè. Đây, quà là cái sợi này nha. Đó, thì giờ chị nào thích thì mình đó, mình có thể đeo cho em là mình muốn sao không được hết trơn. Tại vì cái dây này là dạng mà dây móc á. Thì cái chị mình có thể là đeo kèm giống như vậy cho em nè. Hoặc là cái chị có thể là dạng
mình đeo một sợi như vậy, đeo một sợi vậy thì nó hơi dài nè mấy chị thấy không? Đó, sợi như vậy thì nó có phần là nó hơi dài mấy chị ha. Đây tùy cái chị nha, em đeo thử nè. Đó, móc vô nó sẽ ra như vậy. Đó, thêm một sợi dây xích tặng kèm cho những đơn đặt sớm nha. Giá thì có 299 nè chị ơi. Giá sale hôm nay có mỗi 299 nha thôi, rẻ lắm luôn á. Vậy nào mình đặt trước thêm chút đơn cho mình trước nha. Có một cái đai đây hả ta? Rồi, đeo thử như vậy đi. Đây, ai thích mẫu này phải đặt sớm giúp em nha. Quà tặng là có hạn nha cả nhà. Rồi, Bura Body Bell này đặt cho em mã số 1362. 1362 chất liệu là vải nhung ạ. À, bell này mặc sang nè, đúng đó chị. Bell lúc nào cũng sang hết trơn á. Những cái đầu trước em về bell xè là nhiều ha. Lô này về được một cái đầm bell ôm. Body sẽ tà xẻ một bên. Mình nhìn đằng trước mình thấy nó xẻ không? Đằng sau cái chị nhìn nó bình thường. Đó, đằng sau nè. Đằng sau thì em không có xẻ gì nữa nha. Đằng sau may bình thường luôn. Chỉ có đằng trước là mới có cắt khép cho mình thôi. 299k mẫu này của em ạ. 1362. Đúng rồi chị, 1362. Lẹ mặt nè, 1362. Mấy cái bell trước hết hàng rồi. Chắc cỡ nửa năm trời em mới về được đầm bell á. Nên là nó vừa hiếm mà nó vừa ít nữa. Bởi giờ đi cũng khá hàng rồi. Nếu chị nào thích bell này đặt liền giúp em 1362. Vài hôm nữa nghe báo hết hàng ổn nè. Chị Châu Hoàng trước 1362 đầm bell của em. 53 ký hạ chị, 53 chắc tầm size L ha. Tại vì em chưa có cái số đo vòng eo á, thành ra em cũng chưa có chắc ăn là size nào nữa, cỡ tầm size L hoặc XL gì đó thôi. Có coi giải nhẹ luôn. Chị Thúy Nga chúc 1362 đầm body bell của em nè. Rồi còn chị nào chưa có mình đặt liền tay cho bên shop nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Body bell mã số là 1362. Đó, đám cưới xách thêm cái túi bao nhiêu vậy? Trời ơi, sang hết sức luôn mấy chị ơi. Dáng ôm ôm nhưng mà nó có co giãn nè. Đó, mấy chị yên tâm là không có bị kiểu như là bó quá đi không được hay là ngồi không xong. Đầm body nhà em mấy chị cứ thoải mái đi đứng bình thường nha. Kể cả các chị mặc đi làm văn phòng có những cái body khác nó không có xẻ như vậy á, thì mặc đi làm ngồi cả ngày cũng được luôn. Em may là tiêu chí thoải mái cho mấy chị rồi. Giá tiền 299 mẫu này luôn. Body bell 1362 chị Trần Kiều có đơn nè. 69kg hả chị? 69 thì cho em xin chiều cao với lại số đo eo. Để em coi là có vừa không nha. Sale còn 299 cao mẫu đang mặc. 1362 chị ta ca Nguyễn chúc đơn. L76 rồi, L76 XL cho em là vừa có hàng luôn. 229k mẫu này, à quên 299. 299k mẫu này của em nha. Chị nào lấy thì đặt hàng. 1362 là body bell nha cả nhà. Body bell 1362 đặt trước để em trừ hàng trừ xa giảm giá nha. Chỉ chốt ở trong line thôi, tắt line về giá cũ. Những đơn nào các chị mua trễ nha, ví dụ như em tắt line rồi mới đặt hàng thì có thể cái giá nó khác á, không còn giống như vậy đâu. Em chỉ chốt ở trong line này thôi hà. Bởi vậy các chị nên đặt sớm giúp em. 1362 các chị yêu nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy nữa nè. Đó, cái dây xích này sẽ là quà tặng cho những đơn hàng đặt sớm nha. Mình mặc xong giặt thì các chị nhớ tháo ra giúp em. Tại vì cái dây nó bằng kim loại ha, mình giặt nhiều khi hư đồ mình á. Đó, tháo ra cho em nha. Rồi tiếp theo đây, nếu như các chị không thích body ôm thì em sẽ có body đuôi cá nè. Body đuôi cá thì em có đầm ren kim sa, giá thì chỉ có 179, hôm nay em xả hàng luôn. 179k body đuôi cá cho mấy chị nè. Đây, 179.000 đồng. Đó, body vừa rồi là body bell sẽ tà xẻ đúng không? Mẫu này không có xẻ luôn, mẫu này là xẻ đuôi cá phía dưới. 1347 là 1348 chứ, 1348 cái chị nha. Ren kim sa lấp lánh nè. Em đứng gần mấy chị thấy nó có độ chiếu chiếu không? Đó là mấy cái hạt cườm á. Em chào dì Trần Hạ nha. Mẫu này xe có 179 thôi hà, 179k thôi. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào ưng ý thì mình đặt liền nha. 1348 nha cả nhà. Không biết có ai nhận cái váy này của em chưa ta? Có mấy chị đang xem like, có chị nào nhận cái đầm này của em chưa? Các ưng ý hài lòng không? Size thì em có đầy đủ luôn. Giá thì hôm nay giảm 179. Ren đỏ, đỏ này không phải đỏ đỏ tươi đâu. Đỏ này nó cũng là dạng đỏ sậm á. Em mặc là nó cũng thiên về cái tông đỏ sậm rồi đó các chị, nên là dễ mặc lắm. Sale 179.000 đồng nha. Chị Mai Ca đầm đẹp và cảm ơn chị nhiều. Rồi 1348 của em nè, sale còn 179.000 đồng.
Size em có 4 size cho mình luôn ha, 40-65kg. Đầm body tay dài, tay dài luôn nè. Đó, đợt này em có về đầm xòe tay dài nữa. Đây, em mới có mấy cái đầm xòe tay dài. Chuyến trước thì chỉ có body tay dài là nhiều thôi. Gửi hàng cho chị cho em. Mình đặt lúc nào chị Lưu Đặng ơi? Nếu mà đơn hôm qua là sáng nay em đã giao cho bộ chuyển rồi. Còn giờ mấy chị đặt hàng là trưa đem giao nha. Đơn bắt đầu từ buổi sáng cho tới trước 12:30. Em sẽ gộp đơn đi hàng cho mình vào trưa nay luôn. Đó, còn mà đơn chiều hôm qua, tối hôm qua thì sáng nay em đã giao rồi chị yêu ơi. Em giao bên vận chuyển rồi. Rồi chị Kiều Anh, mẫu này chị 53kg vừa không? Vừa chị, đầm này cũng có full size nè. Em mặc là cũng có full size cho mình nè. Ai chưa có đặt hàng cho shop nha, 1348 kèm số điện thoại luôn. Giá sale sẽ là 179.000 đồng. 1348 đẹp lắm. Chị Tuyết Nga cả rồi hả? Đẹp đúng không chị? Để em thấy mấy chị khách em gửi hình về, đẹp ơi đẹp luôn, mặc đẹp hơn mẫu luôn. Nhiều chị khách gửi về nhìn cái là mê luôn mấy chị. Em cũng có đăng hình khách ở trang á, nói chị mình lướt những cái hình ảnh ở trên trang em đăng thử đi. Lâu lâu thấy hình của khách á, đẹp xuất sắc luôn. Nên là nếu các chị đã có nhận hàng của nhà em rồi, nhớ quay lại review sản phẩm cho em nha. Đầm này sale 179k thôi. Đây mới về mà dán suông em sẽ có caro. Em mới về đợt mới á, là caro trắng đen suông. Với lại cái ngay cái cột á, caro xanh cũng là dáng suông á. Đây để mặc thử cho mình coi nha. Còn em mặc cái đỏ này là đuôi cá nha. Em mặc cái này là body ren đuôi cá. Đó, phía dưới mình thấy đuôi cá xòe không? Ôm ôm cúc này xong rồi xòe cái đuôi cá ra. Tay là một lớp nè, cái phần đuôi cá là một lớp để thấy cái hoa văn nó nổi hơn. Còn ở trong thân đầm, chỗ nào cần kính em đã có lót rồi. Chị Hằng Nguyễn trước 1348 luôn. Rồi ai chưa có mẫu này thì cứ đặt hàng cho shop em nha. À 2-3 bữa hả chị, vậy chắc sắp nhận rồi á. 2-3 bữa là em đã giao rồi. Tại vì đơn hôm qua là hôm nay em đã giao luôn rồi. Còn 2-3 bữa là nó đang trên đường vận chuyển luôn. Chị Lưu Đặng, chị cho em số điện thoại đi ha. Chắc ăn thì cho em số điện thoại để em kiểm tra coi nó đi tới đâu rồi. Tại vì em giao hàng cho khách thì bên kia nó sẽ cập nhật cho em là nó đi tới khúc nào, quận mấy, khúc nào rồi. Đó, thì em sẽ báo cho khách được nha. Cho em số điện thoại đặt hàng, số mà mình đặt hàng đó chị nha. Chứ nhiều khi mình xài hai số, mình cho em cái số khác thì em không có kiểm tra được. Cho em cái số mà hôm nay em lên đơn á nha, cho em số điện thoại của mình. Em kiểm tra em báo cho mình luôn. Rồi, đầm suông mới nha. Suông chữ A chức mới về luôn. Kiểu mới luôn. Đây, caro đen trắng mới về của nhà em. Đây là mã số 1379. Dán đầm caro chữ A 34. À 34 hả chị? 34, bây giờ em còn lẻ size nha. Không biết hôm đó chị đặt là em đã chốt chưa ta? Tại nay là còn size M với 2X hả? 34 nè, em còn nhưng mà còn có 2 size thôi. Không biết bữa đó chị đã có cái size không? Hên á thì em đã đi hàng rồi thì không nói. Còn mà xui xui mà nó không có hàng, em sợ là còn chưa giao á nha. Rồi cho em số điện thoại đi, em coi coi lên đơn chưa đã nha, cho em số điện thoại. Rồi đầm này thì full size, mẫu này thì khỏi lo. Mẫu em đang mặc là size có đầy đủ, mới về 1379, size từ 40 cho tới 65kg luôn. Đây là một em dáng suông chữ A nha. Đầm mới mà có 199k nè các chị ơi. 1379 mẫu của em nè, có 199k thôi hả, đẹp không? Full size cho mình luôn nha, hàng mới tức thì luôn. 65kg độ về cho em là vừa. Chị nào ưng ý đặt ngay giúp em. 1379 kèm số điện thoại. Chào chị Nguyễn Quỳnh nha. Rồi chị Vân Phạm ơi, đầm này sale có 179 à. Chị nào khoảng tầm là 65kg độ lại thì mình lên đơn cho shop luôn. Có size vừa, 51kg mặc vừa luôn. Chị Chiêu Nguyễn chúc 1379 đầm của em. Chị Hiền Lý, đầm này nhiêu tiền về shop? Dạ 199k. Rồi ok chị Lưu Đặng, số điện thoại mình là 351 đuôi. Ok, chút nữa em kiểm tra xong em sẽ nhắn cái thông tin đơn hàng qua cho mình. Ví dụ mà có chưa chốt hay là có chốt rồi đi đến đâu rồi, các bạn sẽ có nhắn qua nha. Chị đợi em xíu nha. Đầm này mấy màu em? Đầm này hai màu chị. Đây nè, còn một cái caro ngay cái cột nè, caro xanh giống em mặc á, khác màu xíu. Cái xanh đó thì cái ô nó bự hơn, còn em mặc trắng đen, ô nó nhỏ nhỏ, vuông vuông nhỏ nhỏ thôi nè.
Đó, chị thích cái nào? Cái của em thì 1379 nha. Cái kia mã khác nha. Không có đồng nào mà mã này mà màu kia hết trơn á. Như vậy là sai nha các chị. Tại vì mỗi một màu là một mã khác nhau. Nếu các chị thích cái màu xanh đó thì chúc em mặc sau. Còn em mặc là 1379. Cái kia không phải là 1379 đâu, khác mã số. Chị Thu Ngân chúc 1379 đồng của em nay có like đầm body không em? Có chị, em mới mặc qua hai cái body luôn. Em vừa qua cái body bell nè. Đó, rồi em vừa mặc qua cái body ren đỏ nữa nè. Vừa qua hai cái body luôn á chị yêu ơi. Chị thích body sao? Body ôm bình thường, body suông hay là body đuôi cá? Đó, thì em cũng có luôn nha. Nay nhiều body lắm. Còn cái nào chưa mặc ta? À, còn cái body nhung này chưa mặc là chị có coi chưa? Kim tuyến không? Chị thích trơn hay là kim tuyến lấp lánh? Có hai cái nhung này em chưa mặc nè. Một cái trơn, một cái kim tuyến nè. Đó, chị thích cái nào hơn để em giới thiệu cho mình. Còn nhiều lắm nha, không chỉ hai cái đó đâu mà còn rất là nhiều cái chưa mặc lắm. 1379 cho chị Kim Dung nè. Rồi ai chưa có mẫu này cứ đặt hàng cho shop nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại. À rồi, đơn của chị em thấy các bạn hình như báo là hết hàng được phải không ta? Phải mấy chị, phải các bạn có trả lời đơn cho chị không ta? Rồi, em thấy có một cái tin nhắn vừa nhảy lên là size L hết. Không biết vậy chị đặt cái nó size L không? Size L không hết rồi nha. Chắc là bên nếu mà hết thì phải đổi lựa cho em mẫu khác rồi. Chị Mỹ Nhi ơi, đồng này sale có 199k thôi. 199.000 đồng, size từ 40 cho tới là 65kg luôn, full size. Rồi, tiếp theo. À, thôi mặc cái body trơn trước đi ha. Kim tuyến trước mặt luôn. Mặc luôn cho mấy chị coi hết luôn. Body trơn nhung này thì em có sale 169 nè. Này cũng để size nè. Đó, nay toàn là làm đầm nào mà qua được là nó đều để size nhiều hết trơn rồi. 1310 nha. Một ba một không là body nhung đen trơn nha cả nhà. Cái này em sale có 169 à. 169k mẫu này của em luôn, rẻ đẹp xuất sắc. 169k, size từ 40 cho tới 65kg đó, size từ 40 tới 65kg cho em nha. Nhưng mà hết size L, hết một cái size chính giữa. Em hết size L rồi, em còn size M, size XL với size 2X thôi. Giá bình thường là 300, nay sale còn có 169 à. Rẻ quá trời luôn. Đồng nào cũng xinh hết. Em cảm ơn chị Tiên nha. Rồi đây váy của em nè. Váy này sale có 169 các chị nha. Còn 3 size, sale 169.000 đồng. Cái body này là có tặng kèm cái cà áo á. Đây em đang mặc nè, có tặng kèm cái cà áo nè. Dễ thương không? Cho chị Kiki nè. Rồi chị Dung Thùy cho chị đầm em mặc nhé shop. Rồi cho em xin cái mã số luôn. Em mặc là 1310 nha. Đây là 1310. Body nhung đen. Đó, đơn giản không? Cái này là may kiểu đơn giản. Không có khác nhiều, sẽ đằng sau thôi. Chỉ là sẽ đằng sau chân váy để các chị bước đi cho nó dễ dàng thôi. Đó, còn mấy cái mới thì sẽ cắt khác nhiều hơn. Như là sẽ đằng trước hay là sẽ xéo gì đó là mấy mẫu mới. Còn em mặc là sẽ đằng sau lưng nè. Đó, xe 169k nha. À, chị Trúc Giang chốt 1310 cho chị size 47kg. Rồi size M nè, ok. À, 1310, sáng hôm nay có thêm hai cái size L. Vậy là bây giờ full size rồi. Bữa trước chị nào mua cái này size L hết, hôm nay còn được thêm hai cái. Nhiều khi cứ qua một buổi live hoặc là một hai hôm bắt đầu là tổng kiểm coi lên một lần nữa đó, tại vì hàng quá nhiều đi. Đó, cho nên là lúc nào cũng không bao giờ cái số lượng nó chính xác 100% được hết trơn á. Vừa kiểm xong là một hồi nhiều khi nó thay đổi nữa rồi. Cho nên là lâu lâu các chị cứ theo dõi live, biết đâu cái đầm hôm trước đặt không có, hôm nay nó có hàng thì sao. Hôm nay còn hai cái size L mẫu của em, M, XL, 2X thì như bình thường. Thêm được hai cái size L nữa là coi như full size. 1310 cho chị Ngọc Nghĩa ạ. 40-65kg mặc vừa cho em nha. Rồi xong cho em chị mẫu khác nha. 169k nè. Hôm nay là coi như full size các chị nha. Chị Thái Dương chốt 1310 nè. Chị Kiều Anh ơi, mẫu này sale 169 nha. 169k. Ai lấy đặt cho shop 1310 kèm số điện thoại. Nhớ giúp em là 3 lần chia sẻ like này nha. Rồi đây lên đầm mới nè. Cái sơ mi này là mới về luôn. Em mới về cái sơ mi hoa nhỏ dễ thương lắm. Hoa nhí hả chị? Cái này được chưa? Cái này là nhí chưa? Nếu mà cái này chưa nhí thì em có cái này. Màu của dền. Em có cái này nhí hơn nè. Cái von màu của dền này nó nhí hơn xíu. Còn cái này thì có cổ sơ mi. Chị thích cái nào hơn? Tại vì hai cái cũng đang sale đồn giá. Thôi mặc trước cái cổ sơ mi nha. Nãy giờ cũng chưa có mặc cái sơ mi nào hết. Thử cái này đi. Rồi chúc em sẽ mặc luôn
cái màu của dền hoa nhí cho chị coi luôn. Rồi em này là sơ mi lụa nha cả nhà ơi, một em váy sơ mi lụa. Rồi sơ mi này em sale là 299k, đang có full size nha. Đây sơ mi mới về của shop. Ủa sao 2X hả? Đà... size 2X mà em. Ủa vậy là nãy cái tin nhắn đó là bạn là trả lời cho chị nào ta? Tại nãy em thấy còn tin nhắn kêu là đặt size L là nó hết rồi. Em tưởng trả lời chị chứ. Vậy là chưa trả lời chị hả? Size 2X thì em còn, 2X thì em còn chị nha. Còn nãy em thấy có một bạn trả lời, không biết chị khách nào, em tưởng trả lời mình. Tại vì thấy ghi là size L hết rồi. Em tưởng trả lời chị chứ, em đâu biết đâu. Rồi ok luôn. Nếu mà chị đặt 2X thì chắc là đã chốt rồi. Tại vì còn hàng mà. Bữa đặt một cái cũng bị lạc hả chị? Rồi dạo này sao đơn hàng đi bị sao ta? Ok chị luôn, 2X thì em còn nha. Cái đó thì em còn ok á. Em tưởng size L thì nó hết, chứ 2X thì em vẫn còn. 34 nè. Để em nói các bạn chốt cho mình cái váy 34 đó lại nha. Hay là đi rồi ta? Tại vì không phải cái size L thì cũng. Để em coi coi, chắc ăn để em nói các bạn kiểm tra cho. 34. Rồi. Ok chị Lưu Đặng. Ok chị Lưu Đặng, chị để em xíu nha. Em có gửi cái thông tin của mình qua bên chốt đơn lại rồi đó. Để các bạn kiểm tra coi. Nãy làm thấy trả lời sai L là chất quá phải không? Đặt 2X mà. Ok chị luôn. Rồi bây giờ đồng này full size nha. Cái sơ mi của em là có full size cho mình nè. 40-65kg mặc được luôn. Mẫu mới về của shop. Sale còn 299.000 đồng. Sơ mi hoa nhỏ. Có một cái nhỏ hơn với có một cái hoa to hơn. Đó nhưng mà giờ đặt trước cái này cho em đi. 1367 trước đi. Em đang mặc đây là sơ mi hoa nhỏ 1367, sale với giá tiền là 299.000 đồng nha. Mẫu mới về của shop. Size thì em có đủ luôn. Chị nào 40-65 thì cứ đặt hàng cho em. 1364 1367, 1367 kèm số điện thoại. 299.000 đồng nha cả nhà. 299k cho chị Mỹ Huỳnh nè. Size M, size L, XL và 2X luôn. Nhớ tương tác cho em bằng cách chấm bài nha cả nhà ơi. Dạo này giảm tương tác dữ quá. Giờ này bị giảm tương tác dữ quá luôn á. Nhiều khi like xong tắt like luôn rồi, cái nó mới nhảy thông báo lên. Trời ơi like xong mất tiêu luôn mới nhảy thông báo. Chị Hà Yến ơi, đồng này sale có 299 nè. Mẫu mới về của shop em luôn. Một cái sơ mi lụa nè, có túi hai bên nè. Giá tiền là 299k. Size từ 40-65kg nha. Ai chưa có thì cứ đặt cho shop nha. 1367 kèm số điện thoại. Rồi sơ mi rồi nha. Giờ mình sẽ tới cái đầm mà. Đầm nào đây ta? Rồi đây không, màu nổi không, cái chị thích màu tươi không, hay là màu tối, hay là hoa nhỏ hoa to gì đó, đặc biệt thích cái kiểu ra sao thì comment cho em biết để em kiếm mẫu em lên nha. Chứ em không có rành hết được là mỗi ý của mỗi chị đâu, em không có đọc được suy nghĩ của mình đâu. Mình thích cái nào mình phải nói ra thì em mới biết được. Thích cái nào phải nói cho em biết em mới mặc được nha. Rồi đây lên em này sale 150 nè. Đó, nếu mà không nói thì em sẽ mặc mấy cái đầm sale nha. 149k đồng này. Mã là 1329. Hai nhỏ. Em lỡ tay cái này mất tiêu. Vậy sau cái này nha. Sau cái 29 này thì em sẽ mặc cái hoa nhỏ của dền. Sẵn tiện cái hoa nhỏ đó mới em sẽ mặc cho chị coi. Rồi đợi em chút luôn. Giờ là 1329 đi. Có 150 à. Đầm này có 149k thôi mà size là còn full luôn á. Đây, mẫu này là full size nè. Hoa này là gọi hoa to đi ha. Đây, nền màu cam nha. Đó, nhìn rất là tươi trẻ. Mặt này lên trẻ ra mấy tuổi luôn á. 1329, em đang sale cho mình là 149.000 đồng. Đẹp chưa? Size thì từ 40-65. Ai trong khoảng số ký này mình cứ đặt trước giúp em ha. 1329 nè. 1329 kèm số điện thoại cho em nha. Chị nào lấy thì lên đơn sớm để em chừa hàng chừa size cho mình. Em chào chị Tích Nhung nè. Size M có không em? Có chị, cái này full size lận. Chị, cái nào của em mặc hay là cái vừa rồi? Cái nào cũng có hết. Vừa rồi cái sơ mi cũng full size. Rồi giờ tới cái em đang mặc đây là nó cũng full size luôn. Đây em mới mặc cái sơ mi này. Bóc đây đi. Đó, cho nó có
hoa hè bên này xíu ha. Rồi, em mặc là 1329 nha, váy này là size 149K nè. Size từ 40 tới 65 kg là có hàng luôn. Đó, đẹp chưa? Giá 149 là chỉ có hiệu lực ở trên line nha. Tắt line em về lại là 300. Giờ mấy chị không mua là hồi nó về 300. Còn bây giờ mua thì nó chỉ có 149. Em cho các chị mình hai sự lựa chọn. Mình muốn mua sale thì cũng là do mình chia sẻ like hay chưa. Đó, còn nếu chị nào mình không có muốn chia sẻ, mình chỉ muốn đặt hàng thôi. Đó thì có thể là các chị mua cái giá nó cao hơn chút xíu. Vì nó cũng có cái giá của nó mấy chị nha. 149.000 đồng. Chị Khánh Linh chốt mã số 1329 đồng của em nè. Rồi còn ai không? Còn ai không, bây giờ em qua mẫu khác nha. Em lên cái đầm hoa nhí của Dền nha. 1329 mẫu của em, sale còn 149.000 đồng. Rồi, giờ lên hàng mới nha. Này lẻ, cái này là hàng của đợt trước, sale luôn 149. Giờ qua cái hàng mới về. Tông màu của Dền rất là xinh. Hoa nhí màu của Dền chất bon nè. Đây, em này sale là 299K, mẫu mới tinh luôn. Rồi, hoa nhí cỡ này được chưa ạ? 1354 nha, hoa nhí của Dền, mẫu mới nhất của bên em. Đầm von, 15 mẫu mà chỉ có 1-2 cái von thôi hả? Ủa, trong 15 mẫu nha, không tính mấy cái đã về nha. Thì trong 15 cái mới nhất đợt này, có một mình này là von luôn á mấy chị. Còn lại là nhung, kate mềm, đó. Rồi, đầm mấy cái kia không hả? Có một mình cái em đang mặc là von thôi. Rồi, em đang mặc đây là 1354 cái chị nha. 1354. Em chào chị Như Ý ạ. Đây eo đến mấy viên đá nè. Tay thì có nhúng thun cho mình nè. Chất bon nên là sẽ có lót ở bên trong ha. 1354 kèm số điện thoại cho em nha. 299 chị nha, mẫu mới về 299K. Đây đầm màu cổ dền, hoa nhí mới. Khóa đằng sau lưng nè, form xòe. Đó, size thì em có đầy đủ luôn. 40 tới 65 kg. Tự nhiên cái bị khan tiếng lại ha. Rồi, 40-65kg mặc vừa cho em nha. Mất tiếng luôn rồi. 1354 các chị yêu nha. 1354, xe còn 299K. MLXL và 2XL. Đầm của em là 299K nha cả nhà. 1354 nha. 1354 299. Size từ 40 tới 65 em có full size. Đó, chị nào khoảng này thì cứ đặt cho em. Rồi chút nữa sẽ có nhân viên nhà em gọi tới và tư vấn size cho mình sau. Được tư vấn size trước khi giao hàng. Này chị đừng lo. 1354 hoa nhí bon xòe. Em một màu nữa. Đây màu này em về trước. Em có màu đen nữa nha. Màu đen này em về trước bữa giờ rồi. Bán nó gần lẻ size hết hàng luôn rồi. Cho nên là em đang giảm giá màu đen một chút xíu. Màu đen là 1355 nên nó lẻ size á. Nên là các chị thích thì mình cứ đặt đi. Xong rồi em sẽ tư vấn. Còn thì mình chốt thêm cái đen. Cái đen thì em giảm còn 249 nha. Màu đen lẻ size ha. 1355 là màu đen lẻ size, sẽ còn 249. Còn màu em mặc đây là mới về thôi, vẫn còn full size cho mình. Giá tiền 299K. 54 là màu cửa dền của em cho chị Ni Huỳnh nè. Có màu đen. Đen thì chắc mấy chị mua rồi. Tại bữa giờ like cũng đã gần 2 tuần nay rồi, nên là nó cũng bắt đầu lẻ size. Rồi, bây giờ tiếp tục em sẽ qua thêm một em váy khác nữa nha. Ai chưa có mẫu này cứ lên đơn giúp em ạ. 1354 là váy em đang mặc nha. Hoa nhí màu cửa dền, em đến đá. Sale còn 299. Rồi, đây em sẽ có cho mình thêm một cái em váy nữa. Em màu đen này nè. Cái em đuôi cá màu đen này nè. Nhiều chị khách thích lắm. Mà khổ là mấy chị khách thích thì là size lớn không hả? Mà size lớn thì em đã hết mất tiêu nữa. Đây, để em giới thiệu cho mình cái váy đen này nha, đợi em xíu nha. Một em váy đen đuôi cá, cái chất này là Atasi kim tuyến nha cả nhà. Atasi ánh nhũ nha. Đây, 1326. Nếu mà chị nào vừa, tại nó có co giãn á, thì ngoài 50 ra là có thể tăng được 55 luôn. 55kg đổ về cho em là vừa nha, đây là 1326 nè. 1326 cái chị yêu nha. Giá thì rẻ lắm, cái này em đang sale nè, 1326. Em còn mỗi một size thôi.
119 đi. 119 ca váy của em, chị nào dưới 55 kg thì mình đặt hàng. Nên mình tính theo số ký ha. Tại vì cái size này nó co giãn á, nó co giãn hơn bình thường. Size M mấy mẫu kia là được 50 thôi. Cái của em thì 52 kg với chị mặc size M cũng được, mà 55 kg với chị mặc size M đầu này cũng được luôn. Đó, đây là chị nào thích cái váy đen đuôi cá này, kim tuyến lấp lánh này, eo đỉnh ngọc trai này, đặt giúp em 1326, giá còn 119 thôi. Mình đặt xong rồi chút nữa em chọn size sau. Dưới 55 thì cứ đặt hàng cho em. 1326 119.000 đồng. 54 chị Nghi Huỳnh. 54 cho chị Bảo Trâm nè. Thôi đừng buồn chị Lưu Đặng ơi, thiệt luôn, không em không biết sao dạo này bên vận chuyển cũng bị làm lạc hàng của em nhiều lắm luôn á, mà cứ mỗi lần cái khâu mà làm lạc một cái gói hàng đó là bên đó người ta sẽ phải bồi thường lại cho em cái mức giá tương đương với lại trên gói hàng đó. Nhưng mà mỗi lần mà chờ bên đó gửi tiền lại nó cũng rất là lâu, trong khi là mình lại chậm trễ cái lời hẹn là giao cho khách trong vòng mấy ngày nữa chứ. Đó là vừa mất tiền bên em chưa kịp thu hồi mà nó còn vừa mất luôn cả uy tín với khách luôn đó, nên em cũng rất là buồn nha. Không biết sao dạo này bị mấy chị khách rồi, mấy chị không phải chị riêng chị Lưu Đặng đâu mà tới mấy chị luôn cũng có nói với em là hàng chị giao nhất là bị lâu hơn bình thường nè. Đó, thứ hai nữa là bị lạc hàng luôn, mấy đơn lạc luôn rồi. Cái này phải để em làm việc lại với lại bên vận chuyển đã, coi là có cách giải quyết như thế nào chứ vậy lỡ khách cần gấp đi tiệc không nhận được nữa. Đó, như chị Lưu Đặng nè, đừng buồn em nha, để em nói các bạn lên đơn lại cho mình nha. Thôi lỡ rồi kiếm cái nào khác mặc chị ơi, còn đồ sắp nhiều mà vợ không, kiếm cái nào mặc đỡ đi, còn cái 34 để dịp sau mình mặc nha. Rồi đầm này thì em sẽ sale luôn 119k, 119k mẫu này, giá thì em sale rồi nha, 119 là không có lời một chút xíu nào. 119 mà chị nào còn bảo ồ nó đã lời rồi chắc em xỉu tại chỗ luôn với chị. 119k chưa có đủ tiền vải, chưa tính cả tiền công may rồi, cái chị cũng thấy đó, tiền biết bao nhiêu thứ nữa. Nhưng mà em bán thành phẩm luôn nè, đây đính ngập trai eo ở đây. Cả cái đầm may hoàn chỉnh như vậy rồi. Nếu cái chị nào vừa nha, vừa là 40-55 á, đặt liền bây giờ cho em đi, em chốt 119, chưa gồm ship thôi. Giá là cả đầm cả công rồi nha, chỉ là chưa có gồm tiền ship hàng tới thôi. Ship cái chị thanh toán giúp em 20k nếu ở thành phố, tất cả các quận luôn. Có dưới tỉnh thì sẽ là 30k tất cả các tỉnh thành nha, khi mình nhận hàng á. Còn đơn nào mà cái chị mua mình đã mua nhiều rồi, 3, 4, 5, 6 cái, hoặc là mình gộp đơn với bạn bè gì đó, tổng đơn của mình đặt mốc 600k rồi thì em sẽ chịu luôn tiền ship nha. Hôm nay các chị mua hàng đơn nào từ 600 em đã sale trên từng đầm, nếu các chị mua tất cả các hàng sale luôn cũng được, không bắt là phải hàng mới đâu, mà mua toàn hàng sale cũng được luôn, miễn sao cộng lại 600 là em miễn ship đó, sale vẫn miễn ship nha. Còn lại đơn nào mà dưới 600k thì rất tiếc là em chỉ có hỗ trợ một phần thôi, thành phố ship 20k và ship tỉnh là 30k giúp em. Còn đơn 600 em hỗ trợ 100% tiền ship luôn. Rồi đây là 1326 nha cả nhà. Trước nè, có lớp lánh kim tuyến nè. Đây Atasi ánh nhũ. Sale còn 119k váy này nha, 119k. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha, 1326. Này nó lẽ sai rồi. Qua giờ mấy chị khách size lớn hỏi mua đầm này mà em không có nè. Em cũng đang buồn thối ruột luôn. Nhiều khi khách muốn mua mà mình không có để bán với chị tại hết hàng rồi. Đây cái này em bỏ mẫu không về nữa. Nếu mà nhiều khách yêu cầu thì mới may thêm thôi, chứ thường em bỏ mẫu luôn. Đợt sau về kiểu khác, chất khác, dáng khác. Chị Lê Dung chúc 1326 nè. Rồi còn chị nào không? Bây giờ em có mẫu khác nha. Giờ mình sẽ mặc cái đầm mà. À, cái thổ cẩm vàng này mấy chị có mua được chưa? Hôm trước em chưa sale, hôm nay sale rồi nè. Thổ cẩm vàng hôm nay sale có 199 à. Đây, thổ cẩm vàng hôm nay em sale có 199k thôi nè các chị ơi, rẻ lắm luôn á. Đây là 1328. Rồi xong, lẽ sai rồi. Em còn có 2 size à, 1328 em còn 2 size là M với L nha. Rồi thôi chốt luôn 199k đi. 1328, chất này là chất lụa hàn. Em may cổ xoắn nè, cổ xoắn tay lỡ nha, form xòe. Lụa hàn thì các chị yên tâm là nó rất là mát luôn á, cực kỳ mát luôn, trơn lướt mát cho mình luôn. Mà sale thì có 199k thôi. Đây là 1328 của nhà em nha, chất lụa hàn 1328, sale với giá tiền là 199.000 đồng. Chị nào dưới 65 kg thì cứ lên đơn, à quên, dưới 55 kg chứ, dưới 55 kg thì mình lên đơn cho em nha.
có chuyên viên hỗ trợ tư vấn sao cho mình nha cả nhà. 1328 kèm số điện thoại cho em nha, cho dì giúp Phương nè. 52 kg có à, có đồng này dưới 55 đi cái đồng này dưới 55 kg mặc vừa cho em nha. 1328 lụa hàn phong xòe cổ sắn nha, cổ sắn tay lỡ cho mình luôn rồi xinh. Chất lụa hàn mấy chị mà đã có mặc lụa mango chưa, nếu mà có rồi thì cái này mình cũng thích lắm, nó có phần mỏng hơn cái lụa mango luôn mà rất là mát, rất là nhẹ nha. Sale còn có 199k thôi, còn hai size là chị Phương lớp ơi, tiếc quá em còn hai size M với L thôi, trên rồi em hết rồi, còn hai size M với L nha. Chị nào thích váy này cỡ tầm 55 kg độ về mình đặt luôn giúp em. 1328 kèm số điện thoại, chút nữa sẽ có chuyên viên nhà em gọi tới và tư vấn size cho mình sau. Trước mắt bây giờ các chị cần giúp em là đặt mã số nè, thích cái nào cho em xin cái mã số nha, rồi cái số điện thoại để em gọi tới gặp mình tư vấn size nha. Rồi bây giờ bài livestream này em sẽ lưu lại, chị nào vô trễ ha xin lại giúp em, hoặc là mình cùng đón theo những livestream kế tiếp của shop nha. Chúc các chị buổi sáng vui vẻ nha.